còn đi đâu mất tiêu rồi, không có nhà nữa. Chắc ổng lại đến nhà bà Bông rồi đó. Lại là cô Bông nữa hả cô? Trời đất ơi, ổng mê bả dữ thần lắm nghe con. Đôi khi vẫn có một ai đó nhân danh tình thương và sự quan tâm để xếp đặt cuộc sống của kẻ khác. Dạo này chú bận quá. Chú bận cung phụng cho bà Bông gì đó đúng không? Con cảnh cáo cô lần cuối, từ đây về sau cô còn lợi dụng tiền bạc của chú con nữa, con không khách sáo với cô vậy đâu. Bởi họ đã không thể nhận ra rằng người ta thật sự cần gì ở nhau khi tuổi đã xế chiều. Tiền gì? Tiền từ nhà người bạn thân thiết của chú. Đã con qua bệnh con nói hả? Bả còn nhảy nai, không biết tiền gì nữa chứ. Trời ơi, con làm cái điều gì mà kỳ lạ vậy? Tình cảm của tôi dành cho bà nhiêu đây nghĩa lý gì tôi còn mơ ước á. Ở trên đời này bà chỉ mắc nợ mình tôi thôi. Cảm nhận những thông điệp nhân văn sâu sắc với câu chuyện Tuổi Xế Chiều trong chương trình phim ngắn cuối tuần lúc 19:50 Chủ nhật ngày 17 tháng 3 năm 2024 trên truyền hình Vĩnh Long 1.